đội tuyển Futsal Việt Nam sang Thái Lan tham dự giải giao hữu. Sáng mùng 9 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2022. Đây giải đấu rất có ý nghĩa đối với đội tuyển Futsal Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022. Đồng thời cũng được xem là màn ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Gustoji Diego Raul. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina, đội tuyển Futsal Việt Nam với 23 cầu thủ được triệu tập đã hội quân tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 8. Là tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam và chịu không ít áp lực từ sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ. Nên có thể thấy huấn luyện viên Gustoji Diego Raul đã đối diện với khối lượng công việc rất lớn trong quỹ thời gian hơn 1 tháng vừa qua. Ông vừa phải làm quen với nhịp sống mới tại Việt Nam, vừa phải dốc sức truyền tải ý tưởng chiến thuật và huấn luyện các cầu thủ bắt nhịp thật nhanh với lối chơi mà ông xây dựng cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Trong thời gian tập trung tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, bên cạnh các nội dung về kỹ chiến thuật, huấn luyện viên Gustoji Diego Raul cũng có dịp quan sát, đánh giá năng lực của các cầu thủ thông qua hai trận đấu tập với câu lạc bộ Sahako trước khi đưa ra quyết định rút gọn danh sách xuống còn 16 cầu thủ để tham dự giải giao hữu Continental Futsal Championship 2022. Theo đó, 7 cầu thủ không nằm trong sự lựa chọn của huấn luyện viên Gustoji Diego Raul gồm thủ môn Nguyễn Hoàng Anh, Sahako, phi số Không Đình Hùng, Sahako, Nguyễn Hồng Công, Sài Gòn FC, Ala Nguyễn Văn Hiếu, Hiếu Hoa Đà Nẵng, Lý Đăng Hưng, Thái Sơn Nam, Nguyễn Anh Quý, Sài Gòn FC và Pivo Nguyễn Đắc Huy, Sahako. Continental Futsal Championship 2022 quy tụ sự tham dự của 6 đội tuyển sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9 tại Bangkok, Thái Lan. Đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng B với Iran và Phần Lan, trong khi bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Morocco và Mozambique. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra hai đội xếp nhất và nhì mỗi bảng vào chơi vòng bán kết. Hai đội còn lại sẽ vào thi đấu trận tranh hạng 5 và 6. Theo xếp hạng Futsal của FIFA, trong số 6 đội tuyển tham dự Continental Futsal Championship 2022 thì Iran có thứ hạng cao nhất, hạng 6 thế giới và số 1 châu Á, tiếp theo lần lượt là Morocco, hạng 14 thế giới, Thái Lan, hạng 19 thế giới, Phần Lan, hạng 20 thế giới, Việt Nam hạng 42 thế giới và Mozambique, hạng 65 thế giới. Như vậy có thể thấy, cả hai đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam tại Continental Futsal Championship 2022 đều có đẳng cấp rất cao. Đây chính là cơ hội rất tốt để thầy trò huấn luyện viên Gustoji Diego Raul cọ sát, nâng cao trình độ nhằm hướng tới vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022.